ơi mình xin chào tất cả các bạn nữa nha, à, mình cũng mới mới về đến nhà các bạn, mình cũng dọn vệ sinh uh, chim xong thức thì luôn. Này mình lên cho các bạn uh, hai con bổi, thì hai con bổi này mình đã nuôi cũng được uh, mấy tháng lòng rồi nha các bạn, chim cũng đã gáy ok rồi, thì trong này nó có một con này nó đang nổi, mình thấy đang nổi tốt này, gáy nhiều. Đó. còn một con đây nữa thì cũng ghé nhưng mà ít hơn con đây thì cái này là mình chia sẻ bạn là mình lên một cặp này luôn và mình bán đúng một cặp này luôn nha các bạn không có bán lẻ nha thì để bán về cho các bạn chơi thì mình sẽ báo giá trong cái video này luôn nha các bạn mình sẽ báo giá trong cái video này luôn thì nếu như bán lẻ thì số tiền nó sẽ cao hơn là mình bán một cặp Đó. nhưng mà đây thì mình lên một cặp thì là thứ nhất là cho những bạn nào mà muốn mua một cặp đó mình về mình nuôi có thể mình nuôi một cặp nó sẽ rất là nhanh lên hơn một con bởi vì một cặp này thì so ra thì nó cũng tương đương với nhau à con nó nổi hơn nhiều một tí thôi thì nó về nó kéo hai con này nó cũng ghé qua cái lại nhớ là treo xa ra nha còn à, nếu có treo gần thì nhớ lấy áo lầm trầm lại như mình như thế này đây ấu lông sẽ trầm qua lại như vậy và một cặp này thì mình báo giá đầu cái video này luôn là mình để lại cho các bạn một triệu một triệu một cặp này luôn nha các bạn tương tự là hai con đấy và ở đây là mình báo giá cái tiền chim của mình thôi nha còn không có liên quan đến cái gì cái tiền cước gì cả hết thì các bạn tự trả tiền cước xe tất cả chim của mình đều là như vậy hết đó mình chỉ bán lấy tiền chim của mình thôi còn các bạn ở xa thì các bạn tự gửi tiền cước đó cho nhà xe thì ví dụ như các bạn ở xa ở gần gì đó thì liên hệ qua mình thì mình sẽ báo giá tiền cước cho thì mình bán mấy năm nay rồi mà nên là mình hình 64 tỉnh thành là mình thuộc lòng hết á đó. có xe đi đầy đủ hết cho các bạn tức nghĩa là gửi ở đâu vẫn được hết nếu như các bạn gần quốc lộ ngay có thể quốc lộ lớn quốc lộ nhỏ mà miễn có xe đi thì các bạn báo qua cho mình thì mình sẽ kiếm xe rồi mình báo lại nha đây à, hai con này đều đẹp hết nha các bạn đây này, rất là đẹp chim luôn các coi dần quy nè <laughs> phần cánh nó mình cắt rồi mà nước ra dài thượt luôn nè chim đẹp khủng khiếp luôn nha các bạn một cặp này một triệu cho các bạn về nuôi chơi con này nó quay mặt ra kia rồi để mình cho nó quay lại đi Đó, nó quay lại rồi đây. đã không bạn cặp mắt quá đã ha mắt uh, căng lên rồi bạn mắt lòng vàng nhiều chim đang căng đó chim nó đang căng nhưng mà mình thấy con này nó căng hơn nha tại vì mình nuôi nó thì mình cũng để ý bạn mình thấy con này nó căng hơn nhiều con này nó gáy nó gù mạnh hơn con này mà nhìn con này thì cặp mắt nó bị căng hơn nhưng mà thực chất là cái con này nó căng hơn nha nếu như bán lẻ thì giá trị nó sẽ cao hơn nhiều lắm nha các bạn. đó nhưng mà mình thì mình bán một cặp luôn này để các bạn về nuôi thứ nhất là mình cũng tiết kiệm được cái công mình đi gửi các bạn. nếu như bán lẻ thì mình đi gửi nó cũng cực lắm. gửi xe có nhiều khi đêm hôm 23 giờ sáng rồi có những lúc điện xe nó ưng nó lấy ân nó đi qua là phải chờ chiến sâu nó vất vả lắm. tối nay mình lại gửi cũng gửi chim nữa đây nên là mình xíu nữa là mình gửi nữa. Này, tối nay mình phải thức, nó cũng nhiều cái okay, nó, nó 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 vất vả như vậy nha. rồi thì uh, hai con đồng hết nha các bạn. Thì mình uh, chia sẻ đến các bạn như vậy một triệu một cặp này luôn nha các bạn. rồi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn luôn nha. mình cũng xin chúc các bạn uh, uh, có một ngày làm việc thật là vui vẻ nha các bạn. đây mình xin chào tạm biệt các bạn.